Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô. Trúc Mô Tô là một kênh chuyên mua bán xe mô tô phân khối lớn và xe mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng, đặc biệt là dòng xe hải quan chính chủ mua bán sang tên toàn quốc. Và đặc biệt là bên Trúc bán những dòng xe hai máy thôi nha mọi người ha. Một máy rất là ít, hai máy, bốn máy rất là nhiều. Thì theo như anh em theo dõi thì chắc cũng đã biết, cũng đã thành ha. Rồi, lời nói đầu tiên xin phép cho em gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe đến tất cả mọi người mọi nhà, được sức khỏe bình an và thuận lợi và gặp nhiều may mắn trong công việc làm ăn ha. Rồi, thủ tục mua bán sang tên và thủ tục giao dịch bên Trúc Mô Tô rất là rõ ràng, hầu như những clip nào làm em vẫn giới thiệu đầy đủ ha. Anh em nào ở Sài Gòn thì ghé số 237 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú xem xe và giao dịch. Giấy tờ thì bên Trúc Mô Tô bao cho tất cả mọi người, bao rút gốc, bao sang tên cho tất cả hết, tất cả mọi người mọi cách mua xe ha bên em ha. Còn giao dịch thì anh em nào Sài Gòn thì qua giao dịch trực tiếp, còn anh em nào ở tỉnh thì những phương xa không có điều kiện đi lại thì cứ alo chuyển cọc, mình sẽ xếp xe tặng nhà, tặng nơi cho tất cả mọi người. Giấy tờ thì bên Trúc Mô Tô sẽ bao hết cho tất cả mọi người, bao rút gốc sang tên ha. Anh em chỉ cần chụp căn cước công dân hoặc chứng minh hộ khẩu gửi vào Zalo giúp bên Trúc Mô Tô thì Trúc Mô Tô sẽ làm giấy tờ mua bán sang tên cho tất cả mọi người rất là rõ ràng. Giao dịch qua Zalo nha mọi người nha. Giao dịch thì anh em ép Zalo giao dịch giúp em. Số điện thoại của em là 0932 047 956, số Zalo của em là 0768 447 735. Rồi, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay đi. Quay một vòng hồi nãy giờ, anh em thấy cái dạng mẫu mã và body của em Honda này có đẹp không mọi người? Rất là đẹp đúng không? Em này của nhà Honda ha mọi người. Con này chắc anh em cũng rất là ít biết chứ không có biết nhiều đâu. Tại vì những con xe này nhập khẩu năm 2002-2004 về chỉ có mấy đợt thôi. Dù anh em rành thì chắc biết, còn anh em nào không có đam mê gì xe nhiều thì chắc không vừa biết đâu. Rồi hôm nay giới thiệu review cho tất cả mọi người một con xe của nhà Honda. Em này là Honda Shadow 125. Rất là đặc biệt đúng không mọi người? Anh em nhìn hồi nãy giờ chắc cũng nghĩ là con này 250 hay là 400 hay là 750 gì thôi đúng không mọi người ha? Không nghĩ 125 mà có một cái mẫu mã và một cái body và mang cái bộ máy V như thế này rất là tuyệt vời. Đúng rồi, nhưng mà em nói là chỉ có 125 ha mọi người. Shadow, Honda Shadow 125 đời 2002. Con này được nhập khẩu và lắp ráp nguyên con tại Nhật và xuất về thị trường Việt Nam mình trong những năm 2001, 2002, 2003, 2004. 4 năm ha mọi người. Và sau đó ngưng sản xuất không ra nữa. Đó, cái điều đặc biệt là anh em ít biết gì dòng xe này là như vậy ha mọi người ha. Honda Shadow 125 hải quan chính ngạch chính chủ, mua bán sang tên rút gốc toàn quốc, biển số 79 thành phố Nha Trang ha mọi người, 79N2 52640, thành phố Nha Trang, bao rút gốc sang tên toàn quốc, đau biển số ở đâu cực kỳ của nó là kệ nó ha mọi người, cứ xe hải quan chính chủ mình rút gốc sang tên ra biển số mới thôi. Chắc xe này là chắc xe nguyên zin, nguyên thủy, chưa động chạm tới một cái món đồ nào hết trên xe ha mọi người ha. Mua sao để vậy thôi, cặp kiến còn nguyên zin. Các nhà, máy móc đầu nồi chưa động chạm luôn, xe này máy móc nguyên zin luôn ha mọi người. Máy cực kỳ, máy thì 125 mà hai máy V này mọi người đây, rất là độc và rất là lạ luôn. Máy nó rất là hầm hố ha mọi người ha. Thì nhìn xa mẫu này thì nhìn anh em không bao giờ mà biết là 125 cả. Đi ngoài đường thậm chí nhiều người không biết xe này phân khối 125. 125 thì phân khối của nó tầm nhỏ, tầm thấp thì không sử dụng bằng A2 hoặc như những xe phân khối lớn khác. Và thứ nhất và thứ hai là nó nhẹ nhàng hơn, nhẹ ký hơn, lợi xăng hơn. Nói chung là rất phù hợp với tất cả mọi người anh em lớn tuổi. Nói chung từ độ tuổi 40, 50, 60, anh em nào thích nhẹ nhàng, điềm đạm thì đi con này. Anh em nào thích thổ báo hay là thích phong cách hơn thì có thể chọn những xe phân khối lớn hơn, 400 hoặc 750.
Con này nhìn từ tựa giống Shadow 400 và 750 y hệt, không khác gì hết ha mọi người ha. Mẫu mã y chang nhau luôn, khác phân khối thôi. Nà ná nhau hết á, một vọt hết ra mọi người. Cho nên nhìn sơ sơ qua là không có phân biệt được đâu ha mọi người ha. Con này được sản xuất và lắp ráp nguyên con tại Nhật. Con này đời 2002. Tem bọng, lóc lít các thứ nguyên zin nha mọi người nha. Đầu nồi chưa bung, còn nguyên zin. Em thấy không? Khít rịt. Chưa có một dấu vết mỡ máy móc. Thì con xe thì phải nói là cực kỳ đẹp rồi. Màu đỏ nha mọi người nha. Màu đỏ mặn rất là đẹp luôn. Tay lái đây. Nguyên khối nha mọi người nha. Không có bắt ốc bắt gì hết. Đây. Nguyên khối. Đây, xương zin, gác nước, máy móc. Đây là tem nhập khẩu ha mọi người. Xe lúc trước nhập Nhật về, từ những con xe gì là có cái đắt tem trên xương hết ha mọi người ha. Tem nhôm, người ta hay gọi là tem nhôm. Đây, máy V, máy móc nguyên zin. Tất cả nguyên zin, lóc zin, chưa giảm tuốt. Bô zin nha mọi người nha, bô này là bô zin nguyên zin nó chỉ có một bô thôi. Anh em nào thích hai bô gì gắn hai bô, chứ nguyên zin nó vậy thôi à. Đó, nó chỉ có một bô thôi ha anh em. Màu đỏ rất là đẹp luôn. Máy móc thì khỏi bàn, xem tách máy ha, nổ như xe quay rim thôi, không khác gì hết. Em rù rù. Yên to, đi đường xa rất là tốt luôn. Yên hai tầng ha mọi người. Tách rời chứ không dính chung à, tách rời ha. Đây, nguyên zin hết mọi người à. Tất cả nguyên zin theo xe. Con xe này ít anh em biết lắm. Mà anh em đã chạy rồi thì xe nghiện thôi. Tại vì con xe này chạy rất là nhẹ, rất là điềm đạm mà chạy nó dễ thương lắm á mọi người. Chạy nó dễ điều khiển lắm, đi rất nhẹ nhàng, không hao xăng, bền bỉ, không bao giờ bị hư lặt vặt, ít lắm. Nhớt nhau đầy đủ, xăng cộ đầy đủ, cứ vi vu chạy thôi. Năm 2002 nha mọi người nha. Xe cực kỳ còn đẹp luôn, hoàn hảo, nguyên zin 100%, nói chung là hoàn hảo luôn. Lúc trước mua sao thì vừa có như vậy đó. Đây, vỏ sau nó đây, cầm niềng sau đây ha. Đùm sau này anh em thấy không? Rất là chất lượng luôn, mới kíp. Phuộc nè. Thì xe nguyên zin thì nó ép buộc là theo thăm tháng rồi đây. Những cái món đồ nào mà nó hơi cũ xíu thì không có vấn đề gì đâu ha mọi người ha. Nó cũ theo thời gian, rất là đẹp luôn. Nó giá trị không là chỗ những cái vấn đề đó ha mọi người nha. Còn anh em cứ thấy cũ cứ dặm tuốt hay là sơn si làm đại bất cứ những cái món đồ trên xe thì nó không còn cái giá trị của xe nữa ha mọi người. Xe đến hôm nay là chạy được 20 mấy ngàn cây, 25.900 là 26.000 ha mọi người ha, 26.000 cây. Đó, cái nắng qua nó chói không thấy được. 26.000 ha mọi người, 26.800 mấy cây. Nói chung là làm tròn lại là 30.000 cho nó nhanh. Đó, 30.000 cây. Rồi xe này xài thắng đĩa trước ha mọi người ha. Bánh căm, căm niền nguyên zin, rất là đẹp luôn. Đó, anh em thấy cái đuôi không? Vuốt cái đuôi đẹp, rất là cực kỳ đẹp. Đẹp nhất là cái đuôi. Con này mang phong cách cruiser ha mọi người ha. Cruiser classic, rất là đẹp luôn. Như con Shadow 750 sao ha, như em này vậy. Này là đàn em, phần khối nhỏ thôi, 125, sở hữu động cơ máy V. Máy V hình chữ V ha mọi người, còn máy Y là bít tông đôi thẳng hàng. Này là máy V. Đó, máy V. Hình chữ V. Họng bô và ống xả nó nằm lệch hướng. À, con này nằm hướng này, con này nằm hướng, máy này nằm hướng này. Không giống nhau như máy Y ha, máy Y là cứ một đường thẳng thôi. Đó, cách anh em phân biệt máy Y và máy V.
máy móc thì khỏi bàn, đầu nồi chưa động chạm, máy êm cực kỳ, nổ thì thầm mùi xuân luôn. Rồi đây bây giờ em test máy và em báo giá cho tất cả mọi người. Xe này là xe hải quan chính ngạch, nhập khẩu nguyên chiếc, mua bán sang tên cực kỳ nhanh và cực kỳ lẹ luôn, rõ ràng. Rồi em test máy nha. Anh em nào yêu thích con này thì cứ alo chuyện cọc, em sẽ ship xe tặng nơi. Rồi đề thử ha. Máy êm như xe quay rim thôi anh em. Con này nếu anh em nào thích tiếng bô hay và to, hay là muốn hầm hố hơn một chút xíu á, thì em có thể về độ thêm một cây bô đồ chơi, hoặc là hai cây cũng được. Con này hai máy, đi hai cây vẫn được, và dồn vào một cây cũng vẫn bình thường, không sao hết nha. Dồn qua hai cây thì nhìn nó sẽ ngầu và chắc hơn. Còn anh em nào thích để zin thì cứ móc bô, móc bô thì nó sẽ nổ hay hơn. Còn anh em nào thích nguyên zin, bô zin như này thì cứ để chạy. Nhưng mà theo em thấy những con xe này thì đa phần là nó nghiêng về những anh lớn tuổi và trạc tuổi sử dụng, cho nên hiếm thấy khi người ta móc bô hoặc lộ bô, người ta vẫn thích bô zin hơn nha mọi người nha. Tại vì đây nó điềm đạm và nó sẽ lịch sự và nó sẽ văn minh hơn rất là nhiều. Còn những anh trẻ tuổi hơn thì muốn bạo lực và muốn phong cách phá cách gì đó thì đổ chọt bô tùm lum hết. Nhiều anh đổ bô này, nhiều anh đổ bô kia. Còn bô nguyên zin của nó, nhiều khi bô nguyên zin móc bỏ cái bộ lọc ồn thì nó vẫn nổ rất là hay như bô đồ chơi thôi ha mọi người ha, không khác gì đâu. Nhưng mà cái bô nguyên zin thì nó sẽ có giá trị hơn. Tại vì đi xe mà đi giữ được bô zin hoặc những đồ zin trên xe còn nguyên thì đương nhiên có giá trị hơn nhiều ha mọi người ha. Rồi, nẹt bô phát ha. Máy móc thì cũng rất là quy lực nha mọi người, chứ không phải là 125 là yếu hay là gì đâu, chạy rất là bốc, rất là mạnh. Nhà sản xuất người ta thiết kế ra rồi thì xe nào cũng phải chạy ok, chứ không có chiếc nào yếu hết ha mọi người ha. Yếu hay không là do cách mình chạy thôi. Những dòng xe Kuntai này 5 số luôn, 125 hai máy V, hai máy ha mọi người, chết máy một máy mà chạy vẫn bình thường. Nó rất là hay, rất là tiện lợi. Và điều đặc biệt của nó là không cần bằng A2, chạy rất lợi xăng. Máy móc thì nó êm ru luôn anh em thấy không, mô tô hai máy mà nó nổ như xe quay rim thôi, không khác gì. Đó, anh em không có sợ là 125 mà sao mà chạy đổi cái chiếc xe này, thực chất rất là nhẹ, xe này xác rất là nhẹ luôn. Nhà sản xuất người ta đã sản xuất ra phân khối nhỏ thì ép buộc xe nó phải trọng lượng nó sẽ nhỏ ha mọi người, trọng lượng con này nó nhẹ lắm nhỉ? Anh em thấy vậy thôi, nó hoành tráng vậy thôi chứ nó thật chắc nhẹ bỏng à, chạy nhẹ siêu à, chạy cực kỳ bốc luôn, chạy như 150 250 thôi, không khác gì đâu ha anh em đừng quan ngại gì đó, chạy rất là mạnh mẽ luôn. Rồi con này em bán với giá là 105 triệu, bao ship bao giấy tờ cho tất cả mọi người ở xa luôn, từ Nam tới Bắc ha mọi người ha. Đó, máy móc đang nổ, đèn còi xi nhan ok, các thứ đầy đủ, không thiếu món gì. Đầy đủ ha anh em ha, thiếu gì đâu. Đây, nói chung là một con xe hoàn hảo, nguyên zin 100%, đầu nồi chưa bụng chạm luôn. 202 tới giờ ha mọi người, 202 tới giờ đầu nồi máy móc nguyên zin, chưa rớt đầu, chưa bung nồi, quá hoàn hảo. Rồi 105 triệu ha mọi người ha. Rồi anh em nào thích con này thì alo số điện thoại cho em. Số điện thoại của em là 0932 047 956. Số Zalo của em là 0768 447735. Anh em nào cần hình chi tiết hoặc tư vấn thêm cái gì thì cứ ép Zalo vào giúp em. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho tất cả anh em xem. Rồi bên em có mua bán, có mua có bán và có trao đổi xe cho tất cả mọi người. Anh em nào có nhu cầu gì thì cứ alo cho, giúp em ha mọi người ha. Rồi anh em xem video thích kênh thì cho em một lượt like, một bình luận và ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo theo dõi kênh giúp em ha mọi người. Trúc Mô Tô xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Trúc Mô Tô trong thời gian vừa qua.
rồi cả đặc biệt là cảm ơn tất cả anh đã tin tưởng và ủng hộ em suốt thời gian vừa qua ha. Rồi em xin chào tất cả mọi người đã xem video, dành thời gian quý báu của mình ra đã xem video của em. Em xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Bye bye.